Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để sinh hoạt hàng tuần. Sau thời kinh và chúng ta có hai buổi pháp thoại. Pháp thoại đầu tiên vừa rồi là thầy Đức Tạng. Hình như thầy chia sẻ về bốn loại hoa sen, nhưng mà cũng tượng trưng cho bốn cái cách tiếp nhận Phật pháp của mỗi người. Bây giờ chúng ta nghe pháp thoại tiếng Việt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay mình thấy mình hên không? Tới giờ này vẫn còn thảnh thơi, chưa đi xúc tuyết mà hên rồi. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú câu 151. Hôm rồi mình in 1.000 quyển Pháp Cú bằng tiếng Việt, tiếng Anh đã phát hết rồi. Vì nhiều vị còn muốn thêm, cho nên đang in thêm 1.000 nữa mà chưa có cách nào để chuyển về đây. Thì quý vị chờ ha, hy vọng là chúng ta sẽ nhận kinh sớm, rồi vị nào thích thì mỗi vị sẽ có một quyển kinh Pháp Cú bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thì ở nhà mình nên có một cuốn đó, rảnh rỗi quý vị dở ra quý vị coi, câu nào hay mình khoanh lại rồi mình học thuộc lòng cũng được, hoặc là mình làm dấu để mai mốt lâu lâu mình rút ra mình xem lại. Thì những cái Pháp Cú nghĩa là những cái câu kệ ngắn gọn mà chứa đựng Phật pháp trong đó, nhắc nhở cho mình. Bây giờ Pháp Hòa đọc đại chúng nghe câu 151 trong một phẩm tên là Phẩm Già. Vua xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Đó là cái câu ngắn gọn ha. Còn mình diễn đạt câu này ra cái văn trường hàng là: cái xe vua đi được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này dù có trao tria cũng có lúc già yếu. Chỉ trừ thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già và cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Đó. Cái câu này cái ý là đem hai cái hình ảnh ví dụ. Xe vua cho dù có đẹp cỡ nào, thường thường xe mình, xe thường thì đâu có trang trí, nhưng mà xe của ông vua thì có trang trí. Cũng giống như đời bây giờ thôi, người thường còn có tiền chỉ cần mua chiếc xe chạy được rồi thì mua chiếc xe tốt là chạy thôi, chứ đâu có thêm. Còn người ta có tiền, ta mua xe xong ta thêm ta thêm cái này, ta thêm cái kia. Thứ nhất là cho nó xịn hơn, là cho nó tốt hơn. Và thậm chí người ta đổ xăng sao? Đổ xăng tốt nữa, để cho cái bộ máy xe người ta tốt hơn. Có mới cách đây 1-2 ngày có một Phật tử chọc Pháp Hòa, nói xe thầy lúc này cũ rồi đó, nên đổ xăng mới đi. Pháp Hòa nói mỗi lần bước xuống đổ xăng đâu bao giờ dám nhìn xăng Supreme đâu. Mấy chục năm nay lúc nào bước xuống xe là nhìn xăng regular thôi. Tại vì sao? Nó giá rẻ nhất. Chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ nhìn thấy, mặc dù ba cục xăng đó, nhưng mà lúc nào bước xuống là chuyện đầu tiên là đổ xăng thường thôi. Làm sao mà đổ xăng Supreme? Nhưng mà ai có chiếc xe tốt, chẳng những người ta mua thêm những bộ phận, người ta gia cố thêm, làm cho nó đẹp, nó nhìn lộng lẫy, và thậm chí người ta có tiền người ta còn đổ xăng tốt nữa. Nhưng mà cho dù đổ xăng gì đi nữa, trang trí cách nào đi nữa, thân này cũng vậy thôi. Người thường dân bình thường ăn có ngày ba bữa cơm là đủ rồi, đâu có tiền đâu mua thuốc bổ. Còn mình ha, thuốc bổ nè, kem dưỡng da nè, dưỡng ngày nè, dưỡng đêm nè, kem rửa mặt nè, kem chống nắng nè, đủ thứ hình thức hết. Nhưng mà rồi sao? Cũng phải già nua, chứ nó đâu có thể hơn được. Cho nên lấy cái ví dụ xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già.
Nói chữ sẽ già là tại vì mình nghĩ là năm 70 mình mới già, chứ nhìn kỹ coi, mình già mỗi ngày. Tại vì nếu mà không có già mỗi ngày thì làm sao tới hết năm. Bữa nay mình già hết 11 tháng 3 ngày rồi nè. Còn có hai mấy nữa là thêm tuổi rồi. Cho nên là đợi tới một năm sau mình mới nói chúc mừng năm mới. Hay là tới sinh nhật mình kêu là chúc mừng sinh nhật, chứ thật ra nhìn kỹ là chia buồn. Tại vì tại vì sao? Thêm một tuổi mà có gì mừng, phải không? Thật ra mình nói chơi là an ủi, chúc mừng sinh nhật, chứ nghĩ kỹ ra đâu có gì đâu mừng. Thêm một tuổi là thêm một tuổi già, phải không? Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ già, là mẹ bớt đi một năm gần gũi những thâm tình. Cái bài hát về mẹ mình nghe đó. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ giảm đi một năm gần gũi những thâm tình. Mà con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình. Nhưng khi hiểu ra thì con mới biết, rồi có một ngày mẹ phải xa con. Đó là mình quán niệm. Như vậy khi mà chúng ta quán niệm về cái thân già, không phải để mình buồn chán, không phải để mình cảm thấy chán chường cho cái kiếp người, mà để cho chúng ta tận dụng, sống sâu sắc mỗi ngày trước khi nó hoại. Giống như mình có một bình hoa trước khi nó héo, cổ nào mình muốn trang trí mình chưng chưng lắm. Quý vị biết là trong giống trong chùa vậy đó, một bình hoa thấy vậy chứ đem xuống là tận dụng dữ lắm đó. Bữa nay cúng Phật về ha, rồi cái dài ba bữa cái đem xuống thay nước rồi tỉa, rồi cái đôi khi nó cái nào nó héo mình giảm ra, cái mình cần trang trí thêm một bình khác, cho nên tận dụng nó hết. Rồi thậm chí những cái lá mùa đông nè, nó mắc lắm, cho nên đem xuống rồi coi cái lá nào còn tốt, cất lại trong tủ lạnh để mà cuối tuần mà có mà sử dụng. Đó là mình sao? Mình không có phí, vì mình biết nó hiếm quý. Cho nên cái gì mà trên đời này hiếm quý, cái đó gọi là bảo. Vậy thân mình hiếm quý không? Hiếm lắm. Trong tổ Quy Sơn nói á, nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần mà mất thân rồi á, cả vạn kiếp chưa chắc có được. Mà huống chi mình có được một thân người hoàn chỉnh, không dám nói là hoàn hảo, hoàn chỉnh thôi. Nghĩa là cấp mắt nhìn cũng được, mặc dù mấy mí thì không biết. Nhưng mà quan trọng là gì? Thấy rõ là được rồi, phải không? Mũi dẹp, mũi cao, mũi dọc vừa vậy không biết, thở được là được rồi, phải không? Răng gì không biết, mà giờ nhai biết ngon, ăn không có trọi trẻo là được rồi. Mình nghĩ vậy đó. Phật dạy quán thân á, thì khi mình thấy thân của mình có được là một cái quý, được thân người là quý, mà được một thân người hoàn chỉnh, không đến nỗi tệ, đi được, nghe được. Hôm qua Phó Hòa đi đám tang, gặp lại một bác Phật tử của chùa Phật Quang, nhưng mà thỉnh thoảng bác cũng lên đây, coi như là quý bác đó, là biết Phó Hòa là coi như 40 năm có rồi đó, biết từ nhỏ mà. Phó Hòa lại thăm bác, Phó Hòa nói bác khỏe không? Cứ bác cứ cười, lát bác la lên, điếc dữ lắm rồi. Bây giờ không nghe gì nữa hết. Nhưng mà thường thường đại chúng biết cái người ta lãng tai, ta nói lớn lắm. Lý do là sao? Vì người ta nghĩ người khác cũng không nghe, giống như các vị đó. Cho nên người lãng tai nói to lắm, mà bác nói lên là ai cũng cười. Thì mình thấy mặc dù bây giờ sức khỏe còn tốt, nhưng mà nhất định phải có một bộ phận nào trong chiếc xe này nó trục trặc. Giống như hôm qua, cái phòng Pháp Hòa là nó ngay cái bếp, cho nên ở dưới bếp mà hư hao cái gì là trên phòng và biết hết. Ở dưới mà nó rung là trên này nó rung theo. Cho nên Pháp Hòa biết là cái máy hút hơi của chùa nó tới thời kỳ rồi, 27 năm rồi. Ngày hôm qua mà nó rung đến mức độ mà cái cửa phòng Pháp Hòa nó xét, nó rung mấy cái ổ mình nghe. Cho nên trên phòng Pháp Hòa ở dưới mà soạn nồi, soạn chảo, làm gì là trên này mà biết hết. Cho nên ở dưới lục đục là trên này cũng lục đục theo. Thưa đại chúng là xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già. Thấy không? Mình nói là rồi sẽ già, chứ chữ sẽ này á, là tương lai xong. Phải nói là thân này cũng đang già, chứ không phải sẽ già đâu, đang già.
Nó ngộ lắm, phải không? Mà tự nhiên tới cái tuổi đó, cái tự nhiên tóc mình bạc. Tới cái tuổi đó, cho nên bây giờ Pháp Hòa lâu lâu cái nghe một hai bác nói, mới vừa bút bác sĩ đi mổ cườm, và mổ rồi còn hỏi thêm cườm khô hay cườm nước nữa. Thấy không? Đâu phải đâu, đâu phải bệnh mà rắc rối vậy. Bệnh mà nó cũng rắc rối nữa. Tại vì bình thường mình cũng rắc rối vậy. Nội cái kem đánh răng cho sạch, mà nhìn coi cái list cũng quả trăm loại kem chứ đâu phải giỡn. Đó, cũng là một chai kem dưỡng da mà đâu phải loại nào mình cũng xài được đâu. Thành tựu mình mới thấy là cuộc sống của mình, con người của mình nó nhiều cái, nghĩ thì cũng có nhiều cái hay ha. À, con vật đó ngoài rừng có gì ăn nấy à. Còn mình bình thường có gì ăn nấy, nhưng mà không bao giờ có gì ăn nấy đâu. Lựa trước mới ăn chứ. Mình đâu có đơn giản đâu. Cho nên có cái gì thân già, xe già, nhưng mà có một cái nó không già, đó là pháp bậc thiện không già. Cái pháp lành nó không có già. Tại sao? Tại vì cái pháp lành nó không có hình tướng. Còn cái thân mình nó có hình tướng. Mà đại chúng nhớ một câu này trong kinh nè: cái gì có hình tướng, cái đó là tạm. Để ý có phải không? Cái gì mà có hình tướng, cái đó tạm. Thân mình có cái tướng. Thí dụ như mình có cao đi nữa, già tự nhiên nó lùn xuống. Bởi vì nó rút á. Giống như trái cây thôi. Quý vị để ý đi, cái trái cây nó tươi khác, mà khi nó héo rồi da nó nhăn lại, nó teo lại. Đó. Cho nên nó nhìn cái trái cây cũng thấy được thân mình. Cái đó gọi là quán. Nhà Phật gọi là quán. Mình thấy cái vật gì mà mình so lại với kiếp sống con người, để mình nhận ra được một cái chân lý sống, nhà Phật gọi là quán. Quán không phải cần ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, mà quán là mình nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật xung quanh, tự nhiên nó click vô đó, nó dính vô đó, nó làm cho mình có một cái tư duy về cái kiếp sống, rồi từ đó mình rút ra được một cái bài học. Cái đó gọi là quán hết. Quán nghĩa là nhìn, nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu, rồi tư duy, trong cái nhìn có tư duy. Rồi từ cái tư duy đó chúng ta bật ra cái ánh sáng. Thì khi mà có được cái ánh sáng, nhà Phật gọi là tuệ, trí tuệ mình phát ra được. Cho nên cái Đức Phật là người ngồi rồi nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật, rồi Phật phát hiện ra. Ví dụ Phật nhìn về kiếp sống con người, hiện tượng sự vật, Phật phát hiện ra cái vô thường. Đó. Cho nên đó, pháp bậc thiện, pháp bậc thiện là cái pháp này của những người lành. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Con người mình hay có cái suy nghĩ gì nè. Khi mình làm gì cho ai á, có một dạo cái mình suy nghĩ, ủa tại sao tôi ngu vậy, tôi phải làm cho cái người đó. Người đó có tay có chân mà tại sao tôi phải làm. Tại sao tôi phải để cho người ta lợi dụng. Tức là luôn luôn mình sợ mình bị lỗ. Mình bị sợ người ta lợi dụng mình. Mình sợ mình, tại sao mình phải làm cho người kia. Tại sao mình phải dại dột như vậy. Nhưng mà nếu mình nghĩ ra một cách, mình hạnh phúc lắm mình mới được làm. Thí dụ bây giờ người ta không làm mình làm, đó là cái phước mình chứ gì đâu. Thành ra cái gì mà mình làm được cho người, đó là cái hạnh phúc của mình. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa đi, có ở nhà đây nè, mỗi lần Pháp Hòa không đi giảng mà được về nhà đấy, mà được tới một cái, thí dụ Pháp Hòa đi tang lễ cho một vị nào đó, luôn luôn Pháp Hòa suy nghĩ Pháp Hòa được cái phước, được lo cho bác này, được lo cho người này cuối đời. Mà đôi khi mình còn cảm ơn ngược lại gia đình. Cảm ơn gia đình đã cho Pháp Hòa cái cơ hội được lo cho bác, đặc biệt là những người mà thân cận với mình trong bao nhiêu năm nay. Có nhiều khi cái duyên không đủ, mình đi giảng xa rồi, cái công việc nó đã cố định rồi thì không thể quay về được, thì không thể có mặt trong tang lễ được. Cho nên mình làm được cái gì cho người, đó là cái phước của mình. Chứ mình đừng có nghĩ là mình dại, sao mình khờ, sao mình phải đi làm toi cho người khác. Không phải đâu. Mà mình sử dụng cái thân của mình trước khi nó hoại, đây là cái phước của mình. Nhiều khi một cái viết để hoài không xài thì mực nó làm sao, nó cũng hư à. Cái viết nó cũng hư chứ không phải để hoài nó không hư đâu. Mình tiếc có một cây viết đẹp, nó tiếc không dám viết. Rồi cuối cùng bữa nào cần đem ra viết, mực cũng khô queo, đâu có chơn cạn không có. Phải không?
Có một cái máy tiếc không dám xài, bữa nào bật ra hư rồi. Tại vì nó cũng cái xe mà mình thử dụng mà, thường lái coi bữa nào không lái để 2-3 tuần bình điện nó chết, cuối cùng phải câu điện. Cái gì cũng phải có xài. Cái máy có nhiều, hồi đó mình có cái máy rửa chén không dám xài, sợ nó hư sợ nó cũ, mà tới cất riết tới hồi xài nó không lên, tại vì nó không có hoạt động. Cho nên cái chữ hoạt động mà dùng cho con người là đúng lắm. Hoạt là sống, động là moving. Con người sống là phải động. Cái con người mà mình gọi là một con người sống mà ngồi chỗ không tay chân không làm việc, mắt mình không nhìn, miệng mình không nói, thân mình không hành động thì mình thân chết rồi. Cho nên mình là hoạt động, nghĩa là cái thân này nó sống là nó phải động, sống là phải động. Chứ còn sống thì không thể không động. Cho nên đó, mình được làm gì cho ai, đừng buồn, đừng tức, đừng phiền, mà phải thấy rằng đó là cái phước của mình. Tại sao bao nhiêu người người ta không làm, người ta không nhờ, thí dụ vậy. Cho nên mình làm được cứ làm. Pháp thiện không có già, đây là một cái ý nghĩ khởi lên thôi, còn muôn ngàn những cái chuyện khác trong cuộc sống. Cho nên xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già. Còn nếu mình nói thật hơn nữa là thân này cũng đang già. Chỉ có pháp thiện không có già. Như vậy bậc chí thiện. Chí thiện là gì? Mình làm sao mình đưa cái thiện mình đó, nó tới cái chỗ tùng cùng tột của nó. Cho nên nó nhiều khi mình làm lành, nhưng mà thời gian thôi, mình nghĩ có thể chán, do ai nói gì đó, khen chê gì đó, hoặc là mình cảm thấy làm thời gian mình không thấy gì hết. Giống như nhiều khi tu cũng vậy đó. Thỉnh thoảng có cái trường hợp này, có nhiều vị hỏi Pháp Hòa: thầy, bây giờ tu có gì khác, khách tu nào khác hơn không? Tu sao ngày nào cũng ngồi thiền, tụng kinh nhiều đó à? Con thấy con không có tiến bộ gì, có cách nào tiến hơn không? Pháp Hòa mới hỏi: rồi mỗi ngày đời sống sao? Thì con cũng vậy, cũng đi làm rồi về rồi. Hỏi thân có tắm mỗi ngày không? Dạ tắm mỗi ngày. Bây giờ mình nhìn lại cuộc sống mình có gì khác không? Không lẽ nói trời ơi, tắm lấy nước chán quá, không lẽ em nấu nồi sữa vô tắm? Đơn giản như vậy thôi. Đói bụng thì phải ăn thôi, mà ăn rồi thì phải ra thôi, mà ăn mà không ra là bệnh đó. Uống mà không ra là bệnh. Cho nên cuộc sống nó rất bình thường. Muốn đi đâu thì phải mang đôi giày, chứ không lẽ lại đổi đôi giày trên đầu. Nó thôi chán quá, tự nhiên mang chơi giày dưới chân hoài, chán quá, có nào khác hơn không? Nhưng mà mình đâu có biết được á. Mỗi ngày mình tụng một thời kinh, hay mỗi ngày mình 15 phút thiền, nó thấm hồi nào mình không hay, nó thấm hồi nào mình không biết. Bây giờ quý vị á, cho mình một cơ hội đi chùa chừng 5-2 năm, đi nghe pháp mỗi tuần, hoặc ở nhà nghe pháp mỗi ngày coi. Coi rồi đụng chuyện cái tự nhiên cái Phật pháp nó đi ra, nó giúp cho mình chuyển hóa. Hồi xưa á, mình không được như vậy đâu. Sao lúc này mình bình lặng hơn, sao lúc này cái tâm mình lặng hơn, mình không có cồn cào như ngày xưa, nóng nảy như ngày xưa nữa, mình thấy thấm rồi đó. Cho nên đi thấm tương thấm trao là vậy đó. Nó đâu có ào ạt như một cơn mưa. Tại vì sao? Mưa dầm thấm lâu. Và Đức Phật dạy trong kinh đó, cái tâm của mình nó giống như một mảnh đất vậy đó. Rồi nếu như mà nước mưa nó cứ phụ, nó cứ mỗi ngày nó cứ đều rải vậy, đất lúc nào nó cũng mềm mại. Tâm mình cũng vậy. Ngày nào mình cũng giữ điều đặn, nghe một thời pháp, hay tụng một thời kinh, hay là mình ngồi thiền, hay là mình niệm Phật. Nói chung là mình phải có một cái pháp thiện mình tiếp xúc. Thì cái pháp thiện này mình tiếp xúc thường xuyên, để làm cho cái thiện của mình nó thấm nhuần. Rồi bây giờ mình muốn biết nó có hay không, cái lúc mà mình gặp những cái khó khăn, chuyện đáng tức, mà sao mình bình thường không có tức. Hoặc là lỡ mình có tức lên 5 phút cho mình nguôi ngoai, mình không có để lâu như ngày xưa nữa, là mình biết rồi đó. Mình tu có kết quả rồi đó. Mình nghe pháp bắt đầu nó thấm rồi đó. Thấy không? Cho nên đó, gần cái thiện, gần người tốt, giống như đi trong sương mốc. Tuy không thấy mưa ướt áo,
nhưng mạng hồi nó thấm lạnh. Như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Như đi trong sương, khuya đi trong sương, thấm. Cho nên á, cái pháp thường xuyên làm sao cho cái pháp thiện nó tăng trưởng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đang làm một công việc tốt. Ví dụ bây giờ quý vị đang xếp kinh đi, phải làm gì đó, đang làm công quả đó, tuần nào cũng lên phụ xếp kinh, ví dụ vậy đi, đó, thiện đó, thiện pháp đó. Tự nhiên có một cái người nào đó, ta tới từ đây đi chùa biết có nhiều chuyện làm hoài, cái tự nhiên mình phát bực lên, mình nghĩ, Pháp Hòa ví dụ vậy. Nhưng mà nhớ làm sao cái pháp thiện này nó tới chỗ chí thiện. Người ta nói là người ta nói, cái chuyện mình làm mình cứ làm, tại vì người ta nói thôi chứ ta đâu có phụ. Mà bây giờ mình bỏ ra thì ai làm? Thì mình cứ làm. Đừng có để cho cái một cái pháp nào nó xen vô, nó làm cho cái thiện chí của mình nó mất đi. Thì làm sao được như vậy đó? Thì Đức Phật gọi là như pháp thiện thì không có già, nhưng mà làm sao cho nó tới cái bậc chí thiện. Mình có đủ cái khả năng chí thiện đó, thì mình mới đủ làm sao truyền bá cái thiện chí đó cho mọi người. Cho nên đó, người ta sau này ta hay có cái từ gọi là truyền cảm hứng. Đời cách sống của người đó, tiếng Mỹ thì nó có inspire. Người mình làm mình một cái cách sống của mình đó, là mình làm cho người khác nhìn vào đó mà có cái sự học hỏi từ cái công việc đó của mình. Cho nên không cần nói nhiều, mình cứ làm cái cách làm của mình, cách sống của mình, tự nhiên người ta thấy được cái năng lượng đó. Ta thấy được cái năng lượng đó. Cái thứ sáu hồi nãy thầy Đức Tạng có kể đó. Thứ sáu vừa rồi là lớp thiền của Tây. Thứ sáu tới này là tuần cuối cùng nè. Mà thứ sáu tới này thì phải bận đi giảng ở bên Hawaii, cho nên là không có mặt ở nhà. Thường thường là lúc này cái lớp thiền thứ sáu của người Mỹ Pháp Hòa giao là cho quý thầy. Lâu lâu Pháp Hòa ra, hoặc là những trường hợp đặc biệt thì mấy thầy mới nói là cuối năm rồi thôi mời thầy ra nói chuyện với các vị một buổi. Mà tuần sau là kết thúc, thầy cũng có nhà thôi, đầu tuần này thầy còn ở nhà, thầy ra sinh hoạt. Đụng cái Pháp Hòa có việc phải đi Kelowna, sáng đi chiều về. Thì về tới đây là 6:30 chiều, 6 giờ mới ra phi trường, 6:40 mới về tới đây. Về tới đây rửa mặt rồi cái là đi lên giảng. Pháp Hòa cũng có quyền lấy lý do mệt quá khỏi, mà thiệt sự khang tiếng ho. Nhưng mà nghĩ đây là bữa thiền cuối, người Tây họ đến đây bao nhiêu năm nay rồi, sau này Pháp Hòa ít gặp các vị, nhưng mà thôi bữa nay là bữa cuối, mình còn ở nhà mà cũng về kịp lúc ra sinh hoạt với các vị. Rồi một ngày hôm qua nguyên ngày, mặc dù khang tiếng cảm nhưng mà vẫn đi đám tang. Đi đám tang về tưởng được nghỉ, ai ngờ đâu ngó lại mấy thầy bận hết trơn. Rồi cuối cùng phải lên dẫn kinh, tụng công phu chiều, công phu chiều rồi tối giảng. Thí dụ vậy. Đây là Pháp Hòa không phải vào mình khoe, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là mình làm được gì trong khả năng mình còn làm được trước khi nó hoại. Mình đâu có biết được ngày mai, cho nên hôm nay mình sống trọn được cho chuyện gì, cho ai, cứ làm. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói, nếu có việc gì cần làm trong cuộc đời này, hãy làm bằng tất cả trái tim. Còn ai đón nhận, mà nhất định khi mình làm bằng trái tim rồi thì người ta sẽ đón nhận nó bằng tất cả trái tim. Vì cái cách sống của mình, quý vị để ý, khi mình đến với ai, dù một cái chuyện rất nhỏ nhưng người ta sẽ đón nhận. Như Pháp Hòa thường đón nhận những cái việc đó trong đời sống hàng ngày. Mình á, mình cảm mà người ta tới, người ta cho mình một viên kẹo, cho mình một ly nước nhỏ thôi, từ đó mình thấy rằng mình sống sao mới được vậy. Và người ta đến với mình những cái chân tình như vậy. Tại lúc mình ho, mình cảm, đâu cần, lúc đó người ta đưa vàng đâu có nuốt vàng được. Đó, chỉ cần một viên thuốc cảm, hoặc là mình khô cổ họng mà người ta tặng cho mình một ly nước thôi,
Tự nhiên mình thấy lúc đó cái chai nước này nó rất là quý, tại vì nó rất cần trong lúc này. Cho nên ở đây Đức Phật dùng cái chữ là pháp bất thiện không, pháp của bậc thiện không già. Tại vì thiện là lành, là tốt, nhưng mà trong cái tốt nó cũng có nghĩa là cái khéo léo. Và chỉ cần cái đó có mặt không bao giờ già. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi á, mình muốn mình thể hiện để trước mặt, trong mắt người ta mình rất đẹp. Nhưng mà thưa đại chúng, trong mắt người ta mình rất đẹp là tại mình trang trí đẹp, thì người ta nói ồ chị đẹp lắm, anh đẹp lắm thôi. Nhưng không bằng làm sao trong trái tim của người ta mình đẹp. Tại vì trong trái tim người đó mình đẹp, mình mới mãi mãi. Còn trong mắt người ta mình đẹp là tại vì mình trang trí tùy bữa thôi. Ví dụ bữa nay mà mình lộng lẫy quá, ta nói ồ sao bữa nay lộng lẫy quá. Cái ngày mai mình hơi bèo nhèo, nó sao bữa nay bèo nhèo vậy. Tại vì trong mắt người ta mà. Vậy thì cái tướng này nó sẽ thay đổi trong ánh mắt của người. Nhưng mà cách sống của mình sẽ mãi mãi trong trái tim của người. Đó là cái lời Pháp Hòa nhắc nhở các vị người Mỹ trong cái buổi giảng cuối. Cuối năm rồi, thường thường mỗi công ty nào cũng có cái lễ, cũng có một buổi họp cuối năm để tổng kết lại những gì đã xảy ra trong năm, để rồi rút tỉa những kinh nghiệm cho một đời, cho một cái buổi sống, cho cái năm tới. Con người mình cũng vậy. Thật ra dầu cuối năm hay đầu năm, mỗi ngày mình vẫn sống giống nhau, có khác gì đâu. Đầu năm cũng phải ăn, phải uống, phải thở chứ. Cuối năm cũng phải ăn, uống, thở chứ. Nhưng mà nói cuối năm để làm chi? Để nó cho mình một hy vọng. Thôi hết rồi, năm nay chấm dứt cái một cái chu kỳ của cái vận xấu, chuẩn bị tinh thần, phấn chấn tinh thần lên để bước sang một năm mới. Ví dụ thế thành thử ra đối với nhà Phật mà nhìn ngày tháng năm giờ mỗi ngày giống nhau, không có cái gì đặc biệt hết á. Nhưng thế nhân người ta, cái này á, quý vị biết trong giáo lý gọi là gì không? Thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn nghĩa là tất đàn nghĩa là thành tựu. Chữ tất đàn nghĩa là thành tựu. Mà mình muốn thành tựu trong cái cuộc sống con người á, mình đôi lúc mình phải tùy thuận họ. Bây giờ thế gian người ta nói vậy đó, ta nói 365 ngày hết năm, rồi cái bước sang đầu năm cái ta nói năm mới, để người ta có một cái hy vọng, một cái niềm tin, người ta gửi gắm vào, người ta phấn chấn tinh thần bước sang năm mới. Mình cũng nói vậy. Thế gian nói sao, mình nói vậy, gọi là thế giới tất đạt. Rồi vì tất cả mọi người, người hiểu biết nhiều, người hiểu biết ít, vân vân, mình tùy thuận cái hiểu biết người ta để mình nói với người ta, gọi là vị nhân tất đạt. Vì có người mà nói đó. Thí dụ như mỗi tuần ngày Chủ nhật đại chúng đi trong đây, hiểu biết khác nhau. Và có người á, lần đầu tiên nghe kinh Pháp Cú, con người thì on off, nghe tuần nghỉ 4 tuần. Thành thử ra hỏi kinh Pháp Cú học được mấy câu, nói tôi học hôm nay giảng được 151 câu, chắc tôi lẻ được 5 câu. Nhưng mà không sao, tại vì những cái lời này nó không có gì cao siêu hết, mình nghe được hết. Thế giới tất đàn. Thế giới người ta nói năm tháng ngày giờ, mình cũng phải nói năm tháng ngày giờ. Chứ với cái nhìn của người hiểu đạo rồi, cái này mình nói vậy thôi. Chứ thí dụ mình nói thưa đại chúng bây giờ là 12 giờ trưa, Phật tử ở Cali người ta giơ tay, người ta nói không, tôi mới 11 giờ. Việt Nam người ta nói không, 2 giờ sáng rồi. Đấy không? Vậy thì mình nói giờ có đúng không? Không. Nói giờ không có đúng, tại mình ở đâu mình nói vậy thôi. Mình nói ngày cũng trật. Đây mới sáng đây có hai vợ chồng vô hỏi Pháp Hòa, chứ thầy thờ Phật có cần coi hướng không? Pháp Hòa hỏi coi hướng là coi làm sao? Nói dạ thì coi hướng tốt. À, như vậy thì coi nhà cũng phải coi hướng phải không? Làm mộ cũng phải coi hướng phải không? Thờ Phật cũng phải coi hướng phải không? Mà ông thầy ông dở ra, ông tìm cái hướng gì? Ông tìm hướng tốt, chứ ông đâu có tìm hướng xấu. Rồi bây giờ Pháp Hòa chỉ quý vị về nhà, quý vị tự coi hướng nè. Vô nhà mình coi hướng nào tiện lợi thờ nhất là hướng tốt. Coi hướng là vậy thôi. Trời ơi, ông nói phải xây hướng nam. Cái nhà mình đang xây về hướng này là hướng nam, này hướng bắc. Ông kêu xây về hướng nam mà nhà mình đã hướng bắc, ông lẽ bưng bàn thờ để ngay giữa nhà. Tại vì ông thầy ông nói phải xây hướng nam, này trật hướng. Tâm lý phải không?
Như vậy ông thầy ông coi mình, ông cũng kiếm cái hướng tốt thì mình cũng tự coi được vậy. Hướng đúng nhất, thực tế nhất là đi về nhà của mình. Coi cái hướng nào tiện lợi nhất cho cái nhà của mình cứ thờ là hướng tốt. Là hướng tốt. Còn nếu như trường hợp mình coi mà cái hướng nó trật, nó để, nó không có đúng gì cái nhà mình hết á, vô cái nhà coi nó kỳ cục, nó gì không? Vậy thôi. Cho nên đại chúng nhớ. Rồi bây giờ quý vị cũng coi ngày tốt cũng vậy thôi. Lật lịch coi cuối cùng lựa cuối tuần à. Vậy thì thôi coi lấy cuối tuần luôn, khỏi mất công. Thì đó, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Đại chúng nhớ cái câu ha: xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Quý vị đi tụng kinh đám tang, thỉnh thoảng mình tụng câu: cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Có ai nhớ câu đó không? Cái thân như tất bóng chiều. Quý vị thấy cái bóng, cái chiều tà nó nhanh không? Chiều cái nó xuống như này. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước. Có thấy bọt nó nổi không? À, nhưng mà nó vừa nổi xong nó nổ liền. Quý vị nào có đọc bữa nào lên Google gõ đi tràn hoa bong bóng. Đó là một trong những cái câu chuyện mà kể về một công chúa đi lượm những cái bong bóng nước để mà sâu thành chuỗi. Làm được không? Làm sao mình lượm bong bóng bọt mà làm sâu thành chuỗi được? Tự là mình chỉ là cái người chạy theo vậy thôi. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời, trong cái bản văn đó để là 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Ông Bành Tổ là ai biết không? Là ông Thọ đó. Quý vị hay cầu ông Thọ đó. Nhưng mà cho dù ông Thọ cỡ nào, 800 tuổi thôi. Còn đi qua bên Trung Quốc mà nghiên cứu, đi đọc mấy cái bản kia, ổng có 300 tuổi à. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, sang á, sang nhất là đến bậc công hầu. Giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, con thạch sùng cũng giàu lắm. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Diễn tả những cái type, những cái dạng người trong cuộc sống: thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò đó. Nói hết từ sang, từ giàu, từ quan tướng cho tới nghèo khổ bần cùng, gì cuối cùng chỉ một việc thôi, là gì? Tới cái chỗ đó đó. Cho nên là xây nhà mấy, ở nhà mấy tầng không cần biết, cuối cùng xuống chỗ thấp nhất ở, phải không? Nhà cao tầng xây thiệt là cao, nhưng mà cuối cùng vẫn đi xuống chỗ thấp nhất mà sống. Rồi nhà thiệt là sạch đó, giờ cạnh tranh nhà sạch, nhà gì sang, cuối cùng lõm đất đó, đó đó. Vậy thôi. Còn có tiền thì mua thêm kim tỉnh đó. Không tiền thì trong đất thường. Cho nên đợi tới lúc đó mà xuống thì hơi chịu không nổi á. Giờ ráng xuống từ từ. Đại ý là như vậy. Hôm nay mình học một câu ha, câu 151 trong Kinh Pháp Cú. Cảm ơn đại chúng. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.